tôi gọi sơ sơ là liên hoàn bóng quý vị. Ở đây có một chiếc thuyền, Otis sẽ dùng hơi bằng cách thổi, thổi dưới thuyền này đi. Đi làm sao mà ở trên đầu của chiếc thuyền có cây kim đâm thủng vào chiếc bóng này, nó bể một cái là chúng ta qua được một vòng nhất. Bể bóng một lần nhanh qua đây, cầm theo cái quạt mo. Đây là mo đâu ạ? Cái quạt nhựa đó. Chúng ta sẽ dùng hết sức quạt. Ủa sao quạt sao quay lùi vậy? Sao nó lùi ngược lại vậy anh? Bởi vì anh không hiểu lắm á, chị mới khó. Làm thế nào mà cho thêm là cái bóng này nó chạy tới đây? Chúng ta một lần nữa. Ôi, cẩn thận anh ơi. Hãy đâm bể bóng thì Otis sẽ nhận được 1 triệu từ chương trình. Nhưng mà cái khó đây là trong vòng 2 phút em phải xong hai thử thách này. Sẵn sàng chưa? Bây giờ sẵn sàng chưa? Nè bây giờ nha, anh để cái quạt ở đây nha, em xong là em có thể nhanh ngay lập tức cầm cái quạt ở bên kia chơi ha. Rồi Lily với anh qua đây đi. 2 phút dành cho thử thách này của Otis bắt đầu. Chị lên đây giờ em không kiểu nổi đó, chị phụ em nha. Em ơi có 2 phút thôi đấy. Làm lẹ. Trời em ơi. Nói không là thấy 1 phút mấy rồi. Rồi bên này nè, em thấy em chóng mặt quá. Em có thể đi theo cái thuyền luôn á Otis. Em mình thổi hơi thôi sao em hỏi nước nhiều quá vậy? Sắp thở oxy rồi đó. Cái này cho Linh Ly, cái trò này Linh Ly nhiều khi được hơn á. Cái khúc cuối là em phải thổi mạnh bên lên này. Bên này nè. Lại thế em thổi lùi lại rồi. Em thổi lùi lại đi. Kim rồi em thổi lùi lại đi. Rồi đi. Em dùng hết rồi. Cái cuối là thổi rồi, mạnh lên. Lấy một hơi thật mạnh. Nè anh Lê sắp bể rồi. Em ơi. Hay quá ta. Hey. Đúng rồi, cái này nhẹ nhẹ sao, thôi. Sao càng quạt càng lùi lại á. Em giúp bạn đi. Dạ. Được quyền thổi luôn nha. Ơi cái này được đây, em làm được rồi nè. Làm được không? Không ấy, cho em mượn cái máy quạt được không? Em làm được. Anh ơi, chết đi, thời gian thôi đưa. Em ngồi xuống á, em quạt lên á. Ngồi xuống quạt lên hả? Nữa, mất thời gian nữa. Ơi, còn 45 giây cuối cùng thôi. Đừng bỏ cuộc. 700 ngàn rồi. Nhanh lên em ơi. Em phải hết rồi lên, em phải hết rồi lên. 30 giây. Đập lên, ừ vậy đó, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, Otis, cố lên. Cố lên. Trời ơi, nhanh lên. Sao cái này nó không nói được. Em quạt cái này nè. Cố lên, trời ơi. Anh này trúng gió luôn rồi. Không, cái khúc này khó quá à. Không được, được mà. Được, 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 được. Em phải quạt xuống á, quạt xuống á. Em thổi đi, em đứng, em ngồi dưới em thổi luôn. Trời ơi. Trời ơi, tuyệt vời. Và thưa quý vị, Otis đã cực lực làm bể hai quả bóng với số phút là 1 phút 58 giây. May quá. Còn nói gì nữa, 1 triệu dành cho Otis.